Kính thưa giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, giáo sư Chu Thị Hạnh, hôm nay chúng tôi xin được trình bày các điểm mới ở trong GINA 2018. Thì để mà cái bài trình bày nó được thống nhất từ trên xuống dưới lần lượt thì chúng tôi cũng xin trình bày theo thứ tự, thì những cái điểm nào mà mới thì chúng tôi sẽ đánh dấu là mới, còn những cái phần nào mà như cũ thì chúng tôi sẽ để nguyên. Thì cái định nghĩa thì cũng không có gì khác, và cái điều quan trọng nhất mà chúng ta vẫn luôn luôn nhấn mạnh là đây là một viêm đường thở mãn tính. Bởi cái chữ viêm này cho nên là chúng ta sẽ sử dụng corticoid đường hít, inhaled corticosteroid, mà không dùng những cái thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn, tác dụng dài làm cái tác nhân chính được. Và Gina cũng nhấn mạnh rằng là muốn chẩn đoán hen thì chúng ta phải có bệnh sử. Thì như vậy chúng ta sẽ rất là mất thời giờ để hỏi về cái bệnh sử của bệnh nhân, về các cái triệu chứng hô hấp của họ. Và cũng nhấn mạnh rằng là những cái triệu chứng này thì thay đổi theo thời gian và cường độ. Cho nên bệnh nhân họ hay nói là họ bị đau, bị suyễn giống như là bị giả vờ vậy. Khi thì lên cơn, còn khi thì thấy bình thường. Và một cái điểm thứ ba quan trọng nữa là có dao động của giới hạn luồng khí thở ra. Thì mình dùng cái chữ giới hạn luồng khí để mà nó phù hợp với cái văn phong của nước ngoài, airflow limitation, còn ở người Việt Nam mình thì mình hay dùng cái chữ tắc nghẽn đường dẫn khí. Và cái sự giới hạn luồng khí này cũng dao động luôn. Thì đó là những cái đặc điểm quan trọng đối với hen. Về chẩn đoán hen thì nếu mà như vậy, dựa trên cái định nghĩa như vậy thì Gina đề nghị là chúng ta phải có một cái bệnh sử với các triệu chứng đặc trưng, có cái bằng chứng về giới hạn luồng khí thay đổi từ test giãn phế quản, tức là chúng ta phải làm cái máy hô hấp ký. Và nếu mà bệnh nhân đã trước khi bắt đầu điều trị kiểm soát thì dễ, mà nếu bệnh nhân đã điều trị rồi đó thì là lúc đó chúng ta sẽ khó rồi, là tại vì cái test hô hấp ký nó sẽ không rõ nữa. Và Gina cũng công nhận rằng là hen thì là có viêm và tăng phản ứng quá mức đường thở. Viêm thì chúng ta sẽ phản ánh qua FeNO, tăng phản ứng quá mức đường thở thì chúng ta có cái metacholine test. Nhưng mà cũng rất là may là Gina nói rằng là những điều này thì không cần thiết để chẩn đoán hen. Cho nên nếu quý vị chỉ cần có một cái máy hô hấp ký làm được cái test giãn phế quản chứng minh là bệnh nhân có giới hạn luồng khí, cái giới hạn luồng khí này thay đổi, tức là bệnh nhân vào với mình thì thấy tắc nghẽn, mình phun 4 nhát Ventolin sau 20 phút thì hết tắc nghẽn, thì như thế là đã có thể cùng với bệnh sử, cùng với hình ảnh học để mà chẩn đoán hen được rồi. Thì dĩ nhiên là đối với Việt Nam mình thì lúc nào mình cũng cảnh giác với cái lao. Cho nên xin quý vị nhớ có một cái phim phổi trước. Và đặc biệt thì Gina 2018 năm nay thì nhấn mạnh rất nhiều, nói rất dài về FeNO. Là bởi vì FeNO thì càng ngày càng phổ biến. Nhưng mà thấy rằng là cái mối tương quan giữa FeNO với số lượng eosinophil trong đàm và trong máu thì tương quan là yếu thôi. Modestly là mình có thể dịch như là khiêm tốn. Thì chắc có lẽ một chút nữa thì sẽ xin giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn sẽ nói thêm với chúng ta về cái FeNO. Và Gina thì cho rằng là FeNO chưa được dùng để xác định hay để loại trừ chẩn đoán hen. Nói chung là cái quan điểm chung của Gina đối với FeNO tới thời điểm này thì vẫn còn rất là dè dặt. Và FeNO thì cao ở hen thuộc nhóm viêm do TH2. Thì cái này thì hồi sáng nay thì giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn đã nói rồi, thì chúng ta cũng hiểu được rồi. Nhưng mà bởi vì FeNO cũng tăng trong những tình trạng không hen, ví dụ như viêm phế quản do eosinophil, do cơ địa dị ứng, do viêm mũi dị ứng, do chàm, cho nên nó cũng không phải là hết sức là chuyên biệt cho hen. Và ngược lại, có một số kiểu hình hen thì FeNO lại không cao, ví dụ như hen do neutrophil là chủ yếu. Rồi FeNO lại thấp ở những người hút thuốc,
lại đặc biệt thấp ở trong cái lúc co thắt phế quản nữa. Thì cái này cũng xin hỏi trước để hồi giáo sư Xuân Anh Tuấn sẽ giúp giải thích cho chúng ta. Và trong pha sớm của phản ứng dị ứng, và FCNO có thể tăng, có thể giảm trong nhiễm siêu vi đường hô hấp. Cho nên quý vị thấy là Gina nói rất rõ về những cái dao động của FCNO, cái tính không đặc trưng của FCNO và những cái yếu tố ảnh hưởng lên nồng độ FCNO thì rất là cao. Vì như vậy, những cái ứng dụng thì Gina cho rằng ở những người lớn chưa dùng steroid, không hút thuốc, có triệu chứng không điển hình, nếu có FCNO lớn hơn 50 ppb thì sẽ đáp ứng ngắn hạn tốt đối với ICS. Thì cái con số FCNO 50 này nè, thì trước đây thì tôi cũng phân vân là tại vì có những cái tài liệu cho rằng là người châu Á thì FCNO nó cao hơn. Nhưng mới đây thì bác sĩ Nguyễn Như Vinh trong cái luận văn bảo vệ cái tiến sĩ của mình thì cũng thấy được rằng là cái FCNO trên 50 cũng là cái mốc đối với người Việt Nam. Cho nên các bạn cũng có thể sử dụng cái số 50 này được. Và cũng chưa có nghiên cứu nào về sự an toàn, tức là về cái nguy cơ kịch phát hen khi không dùng ICS ở bệnh nhân FCNO ban đầu thấp. Cho nên các bạn thấy rằng là Gina là không đồng ý, không đồng ý để các bạn dựa trên cái FCNO để mà không kê ICS cho những bệnh nhân nào mà có những cái yếu tố mà nghĩ tới hen. Và ở bệnh nhân hen hoặc nghi ngờ hen thì không được sử dụng FCNO để quyết định không dùng ICS. Nói chung là rất là dè dặt, rất là hạn chế. Và nếu mà mình đo FCNO có một lần duy nhất thôi đó thì phải diễn giải cẩn thận. Thì có lẽ nếu mà mình đo FCNO nhiều lần thì có thể là cái giá trị của nó sẽ lớn hơn. Nhưng mà Gina cũng công nhận rằng là nếu ở trẻ con và người lớn trẻ, các bạn ha, young adult, người lớn trẻ thôi chứ không phải người lớn già, điều trị dưới sự hướng dẫn của FCNO thì sẽ làm giảm được đợt kịch phát so với cách điều trị dựa trên guideline. Nhưng mà không thấy kết quả này ở bệnh nhân hen ở người lớn, và không thấy sự khác biệt về triệu chứng và liều lượng ICS giữa việc điều trị theo FCNO hay là theo cách khác. Bây giờ chúng ta sẽ điều trị hen theo FCNO hay theo đàm. Thì tới thời điểm này thì Gina chưa khuyến cáo. Nói chung là các bạn sẽ thấy là Gina sẽ, cũng giống như Gold, họ sẽ rất rất là bảo thủ. Họ nói là họ công nhận họ bảo thủ. Và họ nói là khi nào mà có những cái RCT, Randomized Control Trial đàng hoàng, có chứng cứ thuyết phục thì lúc đó họ mới đưa vào các cái guideline của họ. Cho nên có thể là mình sẽ đọc báo hoặc là những cái thông tin cập nhật rất mới, rất tân tiến của thầy Tuấn thì chưa được Gina đưa vào. Và như thế thì họ đề nghị là cần nhiều nghiên cứu để xác định nhóm bệnh nhân nào phù hợp với cách điều trị theo đàm hay theo FCNO. Thật sự ra theo đàm đó thì mình không có khả năng đâu. Ở trên thế giới thì cũng rất ít các cái phòng thí nghiệm mà có thể xét nghiệm cái lượng eosinophil trong đàm. Thì cũng để xin hỏi xem ở bên Pháp thì thầy Tuấn thấy cái này là như thế nào, chứ còn ở Việt Nam mình thì rất là khó khăn. Và tần số đó FCNO như thế nào là tốt nhất thì cũng cần phải theo dõi để được nghiên cứu thêm. Để khởi điều trị kiểm soát hen với FCNO thì như thế nào? Thì Gina công nhận cho phép FCNO có thể sử dụng để khởi sự dùng ICS. Thì các bạn thấy là nếu dùng ICS thì Gina hoan nghênh. Nhưng mà không được dùng FCNO để quyết định không dùng ICS. Và Gina đề nghị sử dụng ICS liều thấp cho hầu hết tất cả các bệnh nhân, kể cả các bệnh nhân có triệu chứng không thường xuyên. Thì các bạn nhớ là trước đây đó, khi mà mình phân nhóm là nhóm 1 thì có một cái option là không dùng ICS. Nhưng sau này thì Gina cập nhật lại là nếu mà mình ngừng ICS thì có thể bị vào đợt cấp nặng, mà cái đó là chứng cứ E. Cho nên các bạn cũng phải cẩn thận cái việc mà cắt hết ICS ở những bệnh nhân người lớn. Đối với thai phụ thì thai phụ bị hen thì phải được điều trị tích cực. Và các bạn thấy là tất cả những loại thuốc ICS, đồng vận beta 2, montelukast, theophylline
thì đều được chấp nhận cho phụ nữ có thai. Cho nên cái điều đối với phụ nữ có thai thì mình phải thuyết phục để mà thai phụ chịu dùng thuốc. Tại vì tôi thường thấy là hễ mà có thai là bắt đầu sợ rồi, không muốn dùng thuốc gì, sợ ảnh hưởng tới con của mình, thì các bạn phải thuyết phục. Và ICS thì làm giảm nguy cơ kịch phát hen trong thai kỳ, và ngưng ICS trong thai kỳ là nguy cơ lớn của đợt kịch phát. Một nghiên cứu cho thấy ở thai phụ không hút thuốc, nếu mà dựa trên FGNO và ACQ thì sẽ có ít đợt kịch phát hơn, tốt cho thai nhi hơn là các bạn dùng cái ACQ đơn thuần, từ Asthma Control Questionnaire, bản câu hỏi về kiểm soát hen. Về đối với trẻ con thì FGNO đo cũng dễ, cho nên FGNO có thể đo ở trẻ nhỏ, và đã có chỉ số tham khảo của FGNO ở trẻ 1 tới 5 tuổi. Thì các cái chỉ số tham khảo ở Việt Nam mình là rất là cần làm, rất là cần làm, mình thiếu rất nhiều chỉ số này. Ở trẻ dưới 6 tuổi bị ho, khò khè, tái diễn, có FGNO cao sau khi đợt nhiễm trùng đã trên 4 tuần thì sau này sẽ có chẩn đoán hen ở tuổi đi học. Và việc này thì độc lập với nồng độ IgE đặc hiệu. Cho nên nếu một đứa nhỏ nào bị ho tái tới tái lui mà các bạn đo FGNO mà cao sau một đợt nhiễm trùng 4 tuần thì mình phải theo dõi nó sau này. Cái điểm thứ hai là Gina nói về các bệnh lý đi kèm, thì có lẽ tất cả chúng ta đều biết rằng là hen thì có rất nhiều bệnh lý đi kèm. Và nếu mà chúng ta không điều trị đầy đủ các bệnh lý đi kèm này một cách hiệu quả thì các bạn cũng sẽ không thành công trong việc điều trị hen. Về cái việc chẩn đoán hen ban đầu thì chúng tôi cũng xin gửi đến các bạn một cái hình hô hấp ký. Chúng ta có 3 đường trước thử thuốc, 3 đường sau thử thuốc, in ra rất rõ ràng, tách rời cho các bạn thấy là bệnh nhân có đáp ứng với thuốc giãn phế quản. Tức là nói theo Gina, tức là giới hạn luồng khí dao động. Lúc này thì có giới hạn, lúc này thì không có giới hạn, 20 phút sau mà thôi. Thì như thế là một cái làm cho chúng ta nghĩ đến hen rất là nhiều. Về các bậc điều trị để kiểm soát ban đầu của người lớn và thiếu niên thì các bạn thấy là Gina thì là cho ra cũng phân bậc ban đầu. Cái chuyện mà kiểm soát ban đầu này là không thể nào không có được. Thì nhưng mà các bạn nhớ rằng là nó không đơn giản như trước đây nữa, là bởi vì Gina đính kèm các yếu tố nguy cơ bị cơn kịch phát là các bạn thấy là mênh mông ở phía dưới này. Cho nên các bạn muốn mà áp dụng đúng như vậy thì các bạn phải in các yếu tố nguy cơ bị cơn kịch phát ra, chứ mình không thể nào mình nhớ được. Về cái phần điều trị thì cũng không có gì mới. Về theophylline ở bậc 3, ICS, chiotropium, các cách để mà ghi cho hỗ trợ cho bệnh nhân cũng không có gì mới. Bậc 1 cũng không có, bậc 2 cũng không có gì mới, bậc 3 cũng như vậy, bậc 4 cũng như vậy. Chỉ có bậc 5 là bậc 4 và bậc 5 thì có những cái vấn đề mới. Thì trước đây là chúng ta rất là sợ cái LABA ở trong cái ICS, nhưng mà FDA đã có 3 nghiên cứu về vấn đề này rồi và họ cho rằng là an toàn. Và như vậy thì trong cái việc điều trị duy trì với ICS, cắt cơn với SABA, trong cái việc nếu chúng ta cho thêm cái LABA vào ICS thì sẽ cải thiện triệu chứng, cải thiện chức năng phổi, giảm nguy cơ kịch phát, giảm ít trong việc cắt cơn. Nhưng mà vẫn là cái bậc 3 trở lên thì Gina mới khuyến cáo dùng LABA kết hợp với ICS. Đối với bậc 5 thì Soler là chúng ta đã biết từ lâu rồi. Chiotropium thì cũng đã giới thiệu từ trước, và đặc biệt là chỉ mới đồng ý cho chiotropium, chưa có chứng cứ cho những cái LABA khác. Đối với bậc 5 thì là nói rõ hơn về cái tuổi và đường dùng cho những bệnh nhân không kiểm soát ở bậc 4, thì trong đó có omalizumab, có anti-IgE dùng cho bệnh nhân 12 tuổi bị hen mà kèm theo dị ứng trung bình và nặng. Điểm mới là trong các anti-interleukin 5 thì mepolizumab, reslizumab, benralizumab, thì benralizumab là cái mới được đưa vào trong năm nay. Điều trị hen theo kiểu miễn dịch liệu pháp với dị nguyên thì cái này thì họ thêm một cái điểm mới, đó là
chỉ sử dụng các phác đồ hoặc là các cái chất chiết xuất đã được chứng minh hiệu quả qua các cái thử nghiệm lâm sàng. Thì hiện nay ở Việt Nam mình cũng chưa có skid, cũng chưa có slit, vừa chưa có giấy phép mà cũng là rất là đắt tiền. Về cái việc điều trị viêm mũi dị ứng thì bị giới hạn lại. Corticoid xịt mũi thì chỉ cải thiện kiểm soát hen ở những bệnh nhân hen chưa dùng ICS mà thôi. Những bệnh nhân nào đã dùng rồi thì cũng sẽ không cải thiện thêm. Và như vậy nếu các bạn dùng ICS vào mũi thì là nên nhắm vào triệu chứng mũi xoang hơn là nhắm vào cái việc kiểm soát hen. Thì nếu chúng ta điều trị tốt thì các bạn thấy sau 2 tuần điều trị thì hô hấp ký của bệnh nhân đã trở lại bình thường. Đánh giá kiểm soát hen thì cũng không có gì mới. Các yếu tố nguy cơ đợt cấp. Các yếu tố nguy cơ vào đợt cấp thì năm nay có thêm một điểm mới. Bệnh nhân nào đáp ứng mạnh với test giãn phế quản thì bệnh nhân đó có nguy cơ nhiều hơn. Thì cái điều này mình cũng hơi lạ. Tôi cứ nghĩ trong bụng là bệnh nhân nào đáp ứng mạnh thì chắc tốt. Nhưng mà thật sự ra thì Gina cho rằng là sẽ bị yếu tố nguy cơ đợt cấp mạnh hơn là những cái người phản ứng vừa vừa. Và một cái điểm mới nữa là những cái yếu tố nguy cơ làm tắc nghẽn luồng khí cố định thì thêm cái yếu tố mới là sinh non, cân nặng lúc sinh thấp, tăng cân nhanh trong giai đoạn nhũ nhi là những cái yếu tố nguy cơ dẫn đến kết cục hen xấu. Nói chung là các cái yếu tố mà nguy cơ dẫn đến kết cục xấu thì rất là nhiều, rất là dài, các bạn phải in ra thôi. Và Gina lưu ý rằng có một các yếu tố nguy cơ kể trên sẽ làm tăng nguy cơ bị đợt kịch phát dù các triệu chứng đã được kiểm soát tốt. Cho nên mình phải hết sức là thận trọng đối với những yếu tố này. Chu trình thì chúng ta cũng đã biết rồi. Cách tiếp cận cũng không có gì mới. Tăng bậc điều trị, tăng ngắn hạn, điều chỉnh theo ngày. Các nguyên tắc chung thì cũng không có gì mới. Điểm mới khác là hen quanh kỳ kinh nguyệt, catamenial asthma, thì có 20% phụ nữ có hen bị xấu đi trước khi có kinh. Thì điều này chắc có lẽ mọi người đều có kinh nghiệm hết rồi. Thì đây là những bệnh nhân lớn tuổi, hen nặng, BMI cao, hen lâu ngày và có nhiều khả năng bị xấu đi khi dùng aspirin, kinh nguyệt không đều, có triệu chứng trước khi có kinh, chu kỳ kinh nguyệt ngắn hơn và xuất huyết dài hơn. Thì đây là có thêm một cái dạng mới gọi là hen quanh kỳ kinh nguyệt. Thì hiện nay mối liên quan thì mình chưa có rõ. Thì các bạn có thể cho bệnh nhân uống thuốc ngừa thai kết hợp với leukotriene receptor antagonist, nhưng mà cần phải được nghiên cứu thêm. Và sau một cái đợt kịch phát thì phải dặn bệnh nhân rằng chỉ được dùng thuốc cắt cơn khi cần, không nên dùng thường xuyên nữa giống như là chúng ta đã cho trong cái đợt kịch phát. Và phải tiếp tục liều cao trong 1-2 tuần hoặc là 3 tháng tùy vào tình trạng nền trước khi bệnh nhân bị kịch phát. Theo dõi tiếp sau một đợt kịch phát hen thì các bạn có một cái kế hoạch hành động, thì chúng tôi cũng đang thực hiện cái kế hoạch hành động này và cũng sẽ cố gắng là đưa lên app thì sẽ rất là tiện lợi cho bệnh nhân. Về cái kiểu hình trồng lấp thì đây cũng là một cái điểm mới ở trong Gina 2018. Thì đó là có những bệnh nhân, 50% bệnh nhân bị trồng lấp thì có chức năng hô hấp lúc đầu bình thường nhưng mà suy giảm nhanh chóng, tức là đi theo cái đường đỏ. Hoặc là 50% khác thì có tốc độ suy giảm bình thường nhưng mà có chức năng thấp ngay từ đầu. Như vậy là chúng ta có hai dạng bị ECO. Một dạng là xuống dốc quá nhanh và một dạng là bị cái chức năng nhỏ ngay từ đầu. Và một nghiên cứu lớn ở trên bệnh nhân SUPD, trên những bệnh nhân có hen trước đó thì sẽ được giảm nguy cơ nhập viện do SUPD và tử vong nếu được điều trị với ICS và LABA thay vì LABA đơn thuần. Thì cái này hồi nãy trong cái phần slide thì chúng ta cũng đã nhấn mạnh rồi. Hễ bệnh nhân ECO là các bạn sẽ dùng ICS cộng với LABA. Và các bạn nếu là SUPD thì các bạn nhớ đề là ECO để mà có thể dùng được cho bệnh nhân SUPD nhóm A và nhóm B. Điều trị hen 5 tuổi nhỏ hơn, corticoid trước tuổi đi học thì cũng không có gì mới. Liều thuốc thấp mỗi ngày corticoid cho trẻ 5 tuổi và nhỏ hơn. Thì các bạn sẽ thấy đây là cái vấn đề của chúng ta. Beclometazone thì chúng ta không có. Budesonide thì cũng chỉ dùng trên 1 tuổi mà thôi. Thì dưới 1 tuổi là mình không biết làm sao đây. Fluticasone thì dùng trên 4 tuổi. Cho nên đây cũng là một vấn đề.
là bởi vì mình có Budesonide khi dùng thì có nghĩa là phải có một cái máy phun khi dùng. Fomentazone thì chúng ta không có. Cho nên là các bạn dùng cho nhi thì các bạn cũng phải cẩn thận với cái khuyến cáo này của Gina về cái liều của corticoid cho từng lứa tuổi và loại thuốc và cách sử dụng. Phòng ngừa hen thì tránh phơi nhiễm với thuốc lá trong môi trường lúc mang thai và năm đầu đời. Tránh dùng paracetamol, acetaminophen và kháng sinh phổ rộng trong những năm đầu đời là bởi vì nó có thể phát sinh hen. Cố gắng sanh theo ngã âm đạo và nên bú mẹ. Và nếu mà uống dầu cá liều cao trong 3 tháng cuối thai kỳ thì sẽ giảm khò khè hen ở trẻ em trước tuổi đi học. Nhưng mà họ cũng không ghi rõ là loại nào và liều tối ưu là như thế nào. Thì đó là những cái điểm mà mới của trong Gina 2018 mà chúng tôi cập nhật được. Thì rất là mong các bạn sẽ lên trang web của Gina để mà có thể tham khảo kỹ hơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn cô Lan. Bây giờ